Mình nghĩ trong ba con decoder này chắc mình con ở trong meta nhất là con thợ máy, còn a meta nhất là con luật sư. Idol đang hút sữa, idol không chát được. Còng tay này là gì? Còng số 8 xiết tay anh. Luật sư Ameta hả? Luôn luôn là Ameta. On meta, à meta, on meta là bắt đầu mình nghĩ là S được tính là on meta không nhỉ? S hoặc là A cộng. Bạn muốn hạ Eco rẻ hơn một xíu. Hiện tại, Aton Chelsea, admin group cộng đồng Identify Việt Nam, có nhận nạp Eco bằng cả thẻ cào và chuyển khoản. Có hóa đơn mua hàng đàng hoàng, mình chỉ đều nạp ở đây mỗi lần đập cầu cả. Thông tin liên hệ, mình để dưới phần mô tả video nhé. Ừ, chào Spectre. Nối điện theo linh tính của các cụ mách bảo thôi. Chả biết đồng đội đâu cả. Còn Luca B có điện luôn rồi. Có điện luôn nha, mình nghĩ cái việc nối máy sớm ấy. Mọi người bảo nối máy sớm lộ vị trí, nhưng mà nối máy sớm mà có điện thì Hunter ra đấy, tạo một app cho Hunter hơn. Thì Hunter ra đây nhá. Mình sẽ chạy lên nhà. Đầu tiên là chạy, nếu Hunter phá truyền thì đổi khu, còn chưa phá truyền thì mình sẽ làm một vòng đi xuống dưới nhà tiếp, để Hunter bị tích điện tiếp. Luật sư chơi team thì ấy, thì côn nhau báo vị trí chứ, kiểu ấy chứ. Xoay cam thì không đi wick nữa. Đấy. Luchi à? Thật luôn. Thôi. Sợ hãi các thứ, sợ hãi các thứ. Ôi. Rồi nha, ăn hai điện rồi. Có ra cửa sổ. Không kịp rồi. Còng số 8 thiết tay ăn. Giam giữ đời trai ở trong ngục tù. Bỏ à? Bỏ. Cậu má! Thôi.
Ferensley rồi. Ship. Alo. Can chôn nhỉ? Can chôn. Can chôn, can chôn ship là để thôi, thôi ông. Can chôn ship là con này sẽ nhảy lên trời này. Mà. Đấy. Giờ điện nhảy lên trời. Ông là còn né tôi. Đâu, mình nghĩ là bạn này FH thật đấy. Nhưng mà kiểu cũng muốn đuổi ấy. Hầm là sau lưng rồi, cho tôi nhảy hầm đi. Thank you. Đuổi này không bị ít điểm quá. Lấy điện cho doctor vào cai. Ok. Ôi, đỡ được. Rồi sao? Trời ơi. Còn điện đâu? À đang còn điện vào súng kìa. Sao cái bóng của tôi cũng cố không dương. Vì nó xoay được cái bóng. Cút luôn. Để nó dám thách lên. Có súng. Từ bây giờ nó biết mà, nó biết mà. Nhưng mà bây giờ nó hết excitement. Không, mình bắn không kịp. Mình bắn không kịp. Chạy nhanh quá. Không, đứng bên ngoài nào chị. Không, đứng bên trong rồi. Hả? Gì? Ôi. You ok? Không, một lần quay lại làm Hunter nhá. Sao lại bắt từ trên tới? Bỏ phiếu đi. Người có thể bully em. Thật bây giờ đang chơi một đứa random à? Ừ. Để tôi vào. Nè, không nói. Linh. Đang đổi. Đốp Linh đây. Nào không, Linh vào đi. Nếu Linh vào thì Linh vào đi. Anh cũng chỉ đang muốn xem thôi. Anh bây giờ đang chưa muốn vào game. Không mẹ, cái 6000 bóng đèn nó đang mẹ. Đang bấp bênh à? Ờ, đang bấp bênh á. Đây, có điện. Không? Game hôm nay lag kinh. Em muốn đập game chứ không phải muốn vào game. Em lag á? Vâng. À đây thằng Bang bây giờ đi mua điện thoại rồi à? Ừ. Vừa rút tiền. Vào đây có điện, vào đây có điện. Hay hay hay, ok. Hay quá. Có tối nào không anh? Nhà Bang nó gọi là một cái động Tinder online. Sao doctor lại chạy ra chỗ không của ván? Hay quá, cứu được quả terror. Em vẫn chưa xem được stream đi. Nè, không thật. Ôi. Mệt mỏi. Stream đi lag thực sự. Em lag à. Ui. Ôi, rồi à, thế à? Ok, thế có cơ sở chửi Vinaphone rồi. Mình hết đồ rồi. Ok, chơi đánh chuyện. Đeo dính. Sao lại đeo dính vào đấy? Lại à, body block luôn. Body block ạ. Ai da. Rồi. Ai da. Đỉnh luôn. Đỉnh luôn. Ô, thôi. Tốc độ chạy thẳng luôn. Anh chơi lên máy như lên đồng vậy. Mẹ có mẹ Ryuk là vợ thôi là mẹ. Ơ. Thì mẹ nó còn bắn súng em các thứ luôn này. Mệt quá. Ơ nhầm. Thôi cút rồi. Nhầm. Cái này nó là phím số 2. Có điện không? Không. Thôi. Em mà hiểu xong rồi. Em nhìn chị Hà. Thói quen cho số 1 à? Ừ. Có con robot của ai đấy? Của tôi. Của ông. Nhầm vào. Ông đang nào không điều khiển được. Mở ok. Mẹ sọ em luôn. Mình đi ship đồ đây.
thì nay thứ 5 rồi, em có 8.000 điểm tuần. Đẹp. Ui, em trúng. Tóm trượt là cút rồi. Mẹ ơi, con này. Hay 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 hay. Nhờn. Ôi. Em mệt quá. Họa sĩ. Họa sĩ nó còn ra đây mà trêu mình. Người có thể nào. Họa sĩ đang bên ghế, bên mình đang treo. Ông ơi ông, tôi là ông vào ký. Nó lấy con robot tôi rồi. Chờ lên rồi. Kêu. Bốn bảy giây nữa, trời ơi. Thôi chạy nhanh không được. Chạy thẳng vào dương kìa. Ma gì vậy? Mẹ. Trời ơi quá. Kịp rồi, đông. Ôi, xíu chị, xíu cửa chị Hà chơi hăn kìa. Nó bảo lấy xem mượn rồi. Chịu không đi được. Chịu. Ma hôm nay đám cưới hôm nay cũng phải mẹ 60 mâm đấy nhỉ. 600 khách. Mỗi mâm 10 người.